chị à, con dẫn tới một đám người, giờ còn bác gái tới đây nữa đó. Hả? Vậy làm sao? Còn tính gì nữa, chạy tới lẹ lên. Nè, chị đi đâu vậy? Đi trốn. Người ta đi từ cửa dưới lên, mình trốn qua này đi chứ. Bên này là lan can đó. Thì cứ bò xuống. Làm sao bò, cao quá. Thì thử đi, từ từ bò có được hay không hả? Không được, anh cứ trốn trước đi. Tôi không thể nào bỏ chị một mình được. Không sao đâu, trốn đi. Không có được đâu chị à, nhanh đi, trốn đi bà. Không đi đâu, chị lẹ lên đi. Chỗ này nè. Là chỗ này nè. Nhanh lên. Nè. Ban đêm ban hôm mà người đàn bà vô nhà người đàn ông để làm cái gì vậy hả? Rõ ràng rồi chứ gì bác gái. Vậy lưu đâu rồi? Không thấy biết. Còn không đi bắt nó về. Lệ Quân à, tại sao lại như vậy? Má à, con... Thiệt không có mát, tổ tiên của nhà họ Đường thiệt bất hạnh. Thiệt không ngờ dòng họ Đường đời đời trong sạch, truyền tới đời của thằng Hùng tôi, lại nảy sinh ra một cái dâm phụ như vậy. Anh họ, tôi không ngờ thiệt sau khi anh mất rồi, một cái sừng lớn tổ bối lại cắm lên đầu của anh. Anh nghĩ coi có phải là anh chết tức tưởi hay không hả? Chứ đừng có nói vậy, tôi không có lỗi với Tử Bằng. Vậy mà còn có thể nói ra được? Bộ có cho người ta đuổi hết sao? Bữa đó tôi thấy Nhị Lưu không được khỏe cho nên mới lên nhà thăm hắn. Thì ra là phát giác được cái chuyện xấu hai người. Tôi thấy cái chuyện này nghiêm trọng quá cho nên mới mời hết tất cả đến đây để xử lý. Tam Thái Công, ông cứ nói đi. Hắn nói vậy đó. Thật ra hắn đang nói láo. Chính hắn đã ám hại tôi. Chưa tới phiên cô lên tiếng đâu. Tam Thái Công, cái chuyện này không phải giỡn chơi đâu. Phải hỏi cho rõ ràng mới được. Tôi tin con dâu của tôi không làm những cái chuyện như vậy, cho nên dù sao cũng phải để cho nó nói ra. Được, vậy cô còn gì để nói nữa? Cả câu chuyện hoàn toàn là do hắn sắp đặt. Cô đừng nói bậy nha. Con không có nói bậy. Hắn gặp con ở ngoài đường, nói là Nhị Lưu ngất xỉu, biểu con đi với hắn tới thăm Nhị Lưu. Ai ngờ đâu hắn nói thế nào? Hắn cho con ngửi cái gì đó nên con bị ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại thì các người đã thấy rồi. Tôi tưởng là dâm tiện thôi chứ hả? Ai đâu ngờ cô nói láo là con mắt đau tráo vậy. Cô nói tôi ám hại cô, tại sao tôi phải ám hại cô chứ? Thì đúng rồi. Hả? Bộ cô nói tôi tham tiền của dòng họ hả? Trước sau gì cũng thuộc về tôi thôi mà. Cũng may là có thêm hai người bạn để mà làm chứng cho tôi đây nè. Đúng rồi, cậu Hùng nói đúng đó. Thật không ngờ đàn bà ác độc quá. Một mình mang quả thì thôi đi, bà còn kéo người ta xuống nữa. Đúng rồi. Tôi không có nói láo, thiệt chứ hắn ám hại tôi đó. Nếu như cô không phải nói láo, tại sao cô biết thả Nhị Lưu trốn chứ? Coi như cô cũng có tình có nghĩa lắm đó hả? Cô thả người tình cô đi, rồi ôm hết tất cả tội trạng. Cô có nghĩ tới người ta thương cô là chỉ vì tiền hay không hả? Đồ ngu. Cô còn cái gì để nói nữa? Nếu không nói ra được thì tôi phải chấp hành gia pháp. Không được. Lệ Quân là con dâu của tôi, tôi tự biết xử sự như thế nào. Nguyệt à, chuyện của nhà tức là cả dòng tộc. Luận về tài sản thì mặc dầu bên cô hơi nhiều chút, nhưng nếu nói về gia dễ, dù sao cũng phải nghe tụi nói chứ hả? Tam Thái Công à, tuy nói thì nói như vậy, nhưng mà trước khi chúng ta chưa biết được Nhị Lưu, mình cũng không nên nghe hết một chiều đúng mà. Mày mang họ gì? Cô mang họ Mạch. Mày biết thì được rồi. Tao cho mày bước vô được cái miếu từ này đã nể mày lắm rồi.
Chuyện của dòng họ này mày không có quyền xía vô. Tao đã quyết định rồi, ngày mai phải chấp hành gia pháp. Trước hết phải đập cho gãy trong con dâm phủ này mới được. Sau đó nhốt vô phòng củi của miếu từ. Khi nghĩ tới mặt mày của Liệu Quân tối hôm qua hả? Cái kiểu bị quan ức đó mà. Tao nghĩ tới là đã mắc cười rồi. À, cô Hùng làm như vậy là hay lắm đó. Tao xua đuổi quỷ này đi rồi á. Ở trong dòng họ này có ai hơn tao chứ? Chơi với tao hả? À, cô Hùng là tốt rồi. Gì nữa? Tới lúc đó cậu Hùng ở trong trại điếm đường Tây á hả? Là một người khách thượng hạng đó. Có khi nào được cái gì không hả? Cái này hay lắm đó nha. Vậy thì uống cho hết đi đi. Được tiếng không? Nè, còn lập tức ra vô miễu từ làm chú của tôi. Nhanh lên, đi làm như vậy bụng ra. Còn nói rõ ràng cái gì nữa? Hai người gian dâm đó cụ thể rõ ràng quá rồi mà, đúng không? Ừ, thật ra hai người gian dâm hay không ăn cầu rõ ràng nhất mà. Cái đó do tay cầu dàn cảnh mà thôi. Ê, đừng có nói được thì nói nha. Hắn nói gì vậy? Dàn cảnh hả? Tao tới làm sát thương mày đó nha. Nhớ nha. Cậu có biết không? Cậu nói qua như cổ như vậy, cậu sẽ hại chết cổ. Mày thấy tao nói qua hồi nào vậy? Wow, sao mày khẩn trương quá? Tao cảm thấy mày có lẹo tị với cổ đó nha. Đúng. Có biết không? Nếu mà không có cái gì với cổ thì sao? Nè, 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 mày nói đủ chưa? Sao không nói sớm đi chứ? Đúng rồi. Cậu nói gì vậy? Wow, coi cái kiểu hắn kìa, làm dữ ghê chưa? Có lẽ là thiệt rồi ha. Nè, nè. Đúng là thật, cậu Hùng biểu tôi lấy thuốc mê làm cho mợ cả bị hôn mê để dàn cái cảnh cổ và nhị lưu gian. Mày nói cái gì vậy? Bây giờ rõ ràng rồi, vô biểu tôi nói rõ ràng đi. Nè, nè, đi, nè, đi đâu đi? Thằng này cậu chết rồi. Nè, im miệng, đi, tránh ra, tránh ra. Cậu Hùng, được theo. Lên, 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 lên. Này, chuyện gia đình của ta tao biết giải quyết mà, mày đừng đi. Thưa mớ, con thì không có làm lỗi với Tử Bằng đâu. Má tin con đi. Tại sao má lại không tin con? Nhưng mà chấp hành gia pháp. Thưa mớ, mớ, con thì bị quan nữa. Quan đã. Các vị hương thân phụ lão, Lệ Quân bị người ta ám hại đó. Long à, câu chuyện đó là như thế nào? Mày mau nói ra cho tất cả bà con nghe đi. Nè, cái thằng nhóc đừng có nói bậy nha. Mày mau mau nói hết đi. Sự việc sao, nói đi. Do cậu Hùng biểu chúng tôi lấy thuốc mê làm cho mợ cả hôn mê để chụp mũ mợ với nhị lưu gian dâm. Nè nè nè, bà con lại đi tin hắn hả? Cái thằng cố kiếm này bị hắn Long xài tiền mua chuộc hắn rồi đó. Mày nói láo thôi. Cậu à, nói láo mới đúng. Mày à, mau nói rõ tất cả câu chuyện đi. Mình nói rõ tất cả nghe đi. Nói đi. Là do cậu Hùng biểu chúng tôi lấy thuốc mê làm cho mợ cả hôn mê để chụp mũ mợ với nhị lưu gian dâm. Mày thật hết sức, mày nói láo quá rồi. Chính cậu nói láo mới đúng. Bây giờ cậu muốn chiếm tất cả tài sản của dòng họ nên mới áp đặt ra chuyện ám hại Lệ Quân. Cậu tới nhà hậu đường bao lâu nay á? Ngoại trừ chỉ biết tứ đổ tường trà, cậu làm được điều gì hả? Tao thì không làm được gì. Tao tới đây đâu có bao lâu, cái gì cũng phải từ từ tống thẳng chứ. Tài sản của nhà hậu đường trước sau gì cũng thuộc về tao. Tao cần gì phải quậy nhiều chuyện. Còn mày thì khác đó nha. Hả? Mày để thèm mấy tài sản của nhà này lâu lắm rồi. Tại vì mày không mang hậu đường mà. Dù cho mày có thèm cũng vô dụng thôi. Cậu đừng nói vậy. Bà con đừng bao giờ tin lời của hắn nha. Thưa các vị, bao nhiêu năm qua hắn Long đã tận tâm tận sức cho dòng họ. Bà con cũng thấy rõ rồi chứ. Tôi nghĩ là mình nên điều tra trước đi. Đúng vậy, mình nên điều tra rõ rồi mới ra chấp hành gia pháp. Người trước đi. Không có được, mình đâu thể thả người dâm loạn như vậy. Muốn bắt thì bắt tôi đây nè. Bà con, chuyện này không có liên quan tới cổ. Bữa đó là do tôi uống say, cổ hoàn toàn không biết gì đâu. Vậy Lê Hoài đừng nói bậy cái được không hả? Đó, giao phu tới rồi kìa. Quê cái gì? Bây giờ ai dám hại ai đây hả? Cậu đừng nói bậy, tôi với cổ không hề làm như vậy. Chỉ cần chịu thả cổ ra thì bà con muốn xử thế nào cũng được. Vậy Lưu à, ai đừng có nói bậy nha hả? Thiệt là tình nghĩa đậm đà quá. Bà con thấy rồi chứ gì? Giang phu tới đây để cứu dâm phụ, đủ chứng minh hai người đã có tư tình rồi chứ gì. Bắt hắn lại. Nhị Lưu à, lần này Lệ Quân bị hại chết rồi đó nha ha. Chấp hành gia pháp là ngày thử mới được, nhưng là mang gió người ta. Động gia pháp.
là có liên tâm bề trên. Tôi biết tôi là đứa con bất hiếu, nhưng mà ngày hôm nay tôi nhìn thấy bạn của tôi và vậy tôi bị người ta nói qua, tôi lại không giúp được cho hai người. Hy vọng các lời cổ liệt tổng tán qua được cái nạn của này. Lương thầy, tôi còn có cái này phải nói. Chuyện là như vậy, bữa đó tôi ép cho nhị lưu uống say. Tiếp theo là tôi gạt Lệ Quân lên nhà của hắn. Sau đó tôi đỡ cô nằm lên giường, giàn cảnh cho hai người thông dâm. Nè, tôi nghe nói là hai người dại lắm, quả thiệt là hai người quá dại. Đúng là quỷ dỗ ót đằng sau. Lập tức cho người đưa hắn về quê, mất công để lên này chướng mắt quá. Cảm ơn bà, cảm ơn tất cả tổ tiên. Xin lỗi nha anh Bằng. Xin lỗi cái gì chứ? Tự nhiên tôi lại chung vô miễu từ để nói bậy. Đã nói không có gì rồi mà. Tại sao không có chứ? Xém chút nữa tôi quỷ hoài sẽ trong sạch của Lệ Quân rồi. Hay à, bây giờ anh biết chuyện này là chuyện giàn cảnh rồi mà. Tôi đâu có phải là mới quen với anh đâu, chúng mình quen lâu như vậy, chẳng lẽ tôi không hiểu anh hay sao hả? Nếu như gì tôi mà Lệ Quân có chuyện thì suốt đời tôi không có yên đâu. Tại sao anh cứ nghĩ cho người ta hoài vậy? Anh thiết nghĩ giùm cho anh có được hay không? Cả câu chuyện anh bị người ta hại mà. Cô Quân là phái nữ gì tôi mà bị người ta nói xấu này nè. Vậy mình làm được cái gì đây? Cái miệng là miệng người ta, mình có thể cản được thì hàng nói xấu sao? Chỉ cần anh không có thì được rồi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, đi tắm rửa thay áo rồi ngủ cho sớm đi. Tôi cũng phải đi về. À, má có thể vô giường nằm nghỉ, con đã đuổi mũi hết rồi. Lệ Quân, con thiệt là có hiếu với má quá. Xem chút bữa nay má không có cứu được con, má thiệt là vô dụng. Thưa má, bây giờ mọi việc đã sáng tỏ, má đừng có để trong bụng nữa. Con à, con đừng có buồn má nha. Má à, con đâu có buồn má, con biết má muốn cứu con mà. Thì không ngờ thằng Hùng nó lại như vậy, bây giờ lại điên điên khùng khùng, đúng là bị quả báo. Nhưng bây giờ nam đinh duy nhất của nhà họ Đường cũng hết luôn, vậy còn ai có thể gánh vác gia đình này? Thật ra không phải không có người gánh vác gia đình này đâu, nhưng mà còn muốn ám chỉ Hán Long. Hán Long tuy rằng không phải mang họ Đường, nhưng mà anh đã cống hiến nhiều cho Đường gia. Hơn nữa lần này con bình yên cũng phải nói là nhờ ảnh. Nó cũng đúng là người đáng phải chọn, chỉ tiếc là nó không phải họ Đường. Nếu như mà anh chịu đối họ thì chắc phụ lão không có nói gì được chứ hả? Thì cũng đúng, để mai má thử thương lượng với dòng họ coi. Thưa các vị chú bác, bây giờ Đường Thiếu Hùng đã bị đuổi về quê rồi. Vì chuyện làm ăn của nhà họ Đường, cho nên bữa nay tôi phải quyết định lập một người khác để kế thừa. Nhưng mà bây giờ còn chọn được ai nữa đâu? Có, tôi đang có một người đàng hoàng lắm, đó là Hán Long. Ây, con à, sao nói hoài con cũng hiểu vậy? Thực tế hắn không phải mang họ Đường thì làm sao kế thừa được tài sản của dòng họ chứ? Không lẽ thứ phát của nhà Đường Thiếu Hùng thì có thể à? Con bất luận về gia thế, con không thể trả lời Tam Thái Công. Nhưng mà con không có gì vậy mà đem sự làm ăn cực khổ của chồng con gây dựng ra phải bại hoại hết chứ? Hán Long thì cũng là một nhân tài. Thưa Tam Thái Công, thưa Thúc Công, con đã quyết định rồi. Nếu như Hán Long chịu đổi họ Đường thì con lập hắn là người kế thừa. Nếu như hắn chịu mang họ Đường thì tất nhiên là người của nhà họ Đường rồi. Hai ông chịu đồng ý thì hay quá. Hán Long. Dạ bác. Ý của con thế nào? Con thì hồi nào tới giờ con vẫn cho con là Phật tử của nhà họ Đường, con đâu ngại điều đó. Con chỉ sợ là không nổi mà thôi. Bác biết con nhất định làm được. Để lát nữa về nhà bác giao lại chìa khóa cho con nha. Dạ bác. Cứ đổi gói thuốc giùm tôi đi.
này chị Dĩ Hồng, chị nấu cái gì đó? Bộ mày muốn chết hay sao hả? Tại sao vô đây mà không nói cho tao biết là tao hết hồn à? Tôi vô đi lâu lắm rồi, tại chị lo chăm chú sát thuốc không nhìn thấy tôi thôi. Anna, chị đang nấu cái gì vậy hả? Để tôi nấu cho. Làm ba cái công chuyện này chị làm không có quen đâu. Tôi nấu canh thôi mà, nấu giùm cái gì? Để tôi nấu được rồi. Lại nấu canh? Cái nồi đó tôi để dành nấu thuốc cho mấy cô uống đó. Anna, thuốc gì đó? Sao cái mùi nồng quá vậy? Dĩ nhiên rồi, cái này là canh thuốc bổ thì phải nồng chứ. À, thì ra là canh thuốc bổ. Nè, nói cho chị biết nha, cái nồi thuốc bổ này là do tiền riêng của tôi mua đó. Cô đừng có ở đó mà lộn xộn à. Ừ, để tự mình uống. Còn nữa, canh chừng lửa giùm tôi. Tối nay tôi không có muốn xuống ăn cơm đâu. Nấu xong rồi, đem vô phòng cho tôi. Được rồi, tôi làm việc, chị yên tâm đi. Vậy thì tốt. Ây da, chết rồi. Ây da, bên này chắc chết quá. Ây da, đúng là nấu cạn hết. Ây da, vừa cá vừa nước cạn hết. Chết rồi, lần này bị nhức dây rầy chết. Làm sao đây? Có cách. Ý nhờ. Ý da, nhất thạch nhị điểu, một ná hai chìm, cũng hay quá hả? Không biết có thiệt hay không đây, nấu gì mà lâu quá còn chưa xong nữa. Chị Dĩ Hồng, canh thuốc bổ của chị xong rồi, còn không chịu đem vô đây. À, đi ra, đi ra, trở ra ngoài. Mà nhất dạy ăn cơm đi. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Hình như là có canh uống mà phải không? Phải rồi đó. Đâu nhất dạy? Gấp quá vậy, sắp ra tới rồi. Tới liền đây. Ê, tới kìa. Canh nấu lâu hết sảy đây. Nè, cẩn thận nha, coi chừng phỏng miệng đó. Wow, thơm quá. Canh gì vậy hả? Canh bổ đó. Đường quỳ nấu bắp heo. Hờ, từ khi tới chỗ này, lần này là hay nhất đó. Cảm ơn. Đường quỳ bổ lắm, mỗi đứa một chén đi. Đúng rồi, đúng rồi. Nè, nè, tôi một chén nữa. Có được các vị chịu thưởng thức. Thịt đây. Thịt heo. Canh có mùi gì kỳ vậy? Đâu phải cũng ngon lắm chứ. Đúng rồi, ngon lắm. Hồng hoa quy dĩ. Cái gì vậy? Bây giờ còn ở đó mà uống, uống chết bây giờ nè, canh phá thai đó. Tại sao lại nấu canh như vậy? Nói đi. Không phải tại tôi đâu. Đúng rồi kia mà. Có phải em đã... Không phải, tôi không có đâu. À, sao canh của tao có thịt heo vậy? Hả? Tại sao? Là vậy. Lẽ ra cái nồi canh đó tôi nấu, ai về nó cạn nước hết. Vừa đúng lúc chị Dĩ Hồng có nấu canh riêng, cho nên tôi pha trộn canh của chị qua. Ây da, tao bị mày làm tức chết rồi. Nè nè nè, bộ không phải kỳ rồi cái tên khốn kiếp đó làm phình cái bụng của cổ sao? Ê, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Như vậy Dĩ Hồng nấu canh phá thai hả? Nói cái gì, nói cái gì? Nói nhiều quá à, ăn cơm đi. Chuyện gì? Tôi có mua son phấn loại mới, đem vô cho cô xài thử. Bộ bây giờ tôi không có sao? Chỉ cần gì phải tử tế với tôi. Cô thử đi, màu sắc hợp với cô lắm. Tôi xấu thì phấn son cũng không chạy được cái xấu của tôi đâu. Bây giờ chị nói móc hay là mỉa mai tôi? Tôi không phải ý vậy đâu. Tôi biết ý của chị mà. Bây giờ tôi bị cả đám người cười tôi. Chẳng những tôi bị người ta gạt hết tiền, còn bị họ làm phình bụng nữa, có phải không? Tôi không có ý đó. Cô nghe tôi nói nè. Thật ra mình đều là bạn gái. Tôi hiểu được tâm trạng của cô. Nhưng đứa bé đang ở trong bụng của cô chính là nắm ruột của cô. Cô không thể nào phá nó đâu. Đứa bé là của tôi. Tôi phá hay không mất mớ gì tới chị? Tôi biết không liên quan tới tôi.
Nhưng tôi không muốn sau này cô phải hối hận. Cô nghe tôi nói đi, đừng có phá đứa con. Tôi nghe lời chị giữ nó lại mới là hối hận. Tôi biết chị hiểm lắm, để cái bụng tôi phình to lên không giành khách nổi với chị chứ gì. Cô hiểu lầm tôi rồi. Chị khỏi cần phải nói nhiều nữa. Tóm lại cái thai này tôi nhất định phải phá. Nếu chị cần hả thì chị mang cho đã đi. Chị làm ơn đi ra, tôi không cần ai khuyên tôi. Bụng dữ à. À, đồ của bà quỷ sứ này xài cũng tốt lắm chứ hả? Con kiếp, để tôi phải phá con mới được. Nè, mùng 8 à, em làm gì vậy? Ngày này khốn kiếp quá à. Cổ khốn kiếp, người dầm ai mà không biết. Nhưng mà em đi phá người trên dương gian, để nội biết được nội sẽ phạt em đó. Rưỡi cổ mà bị chết bất tử nữa thì em càng không thể siêu thoát đâu. Mùng 8, mùng 8. Cái này giao lại cho cô, cảm ơn nhiều. Đường quỳ có ở trong kho, để tôi lấy ra cho cô coi nha, có vừa xài hay không. Dạ được. Chào mợ, tôi vô kho lấy đồ nha. Nè, người đàn bà này đó hả? Phải. Ờ, thì là không ngờ mặt mày sáng láng mà lại dâm đãng lăng loạn, cho nên không thể nào nhìn bề ngoài. Coi tướng của cổ ngựa chưa? Nè, hai bà đang nói gì vậy? Nói cái gì mất mới gì tới cậu? Ê, bà đang nói chúng tôi đấy nhờ. Không nói thì không nói, đúng là cái thứ gian phu dâm phụ. Tôi trụ cho hai người phải ngâm lòng heo. Hai bà vừa thôi đó. Thôi mình đi về đi. Đúng là cái đồ lễ mép. Vậy Lưu à? Hả? Thôi đi. Xin lỗi. Họ muốn nói thì cứ để cho họ nói. Mình đâu có làm chuyện gì sai. Trước sau gì cũng tại tôi. Nếu bữa đó không phải do tôi nói bậy trong mỉa từ thì không đến nỗi hại. Bữa đó anh muốn cứu tôi thôi. Anh đừng có ôm hết mọi chuyện vô mình mới được chứ. Thì cũng vì chuyện đó do tôi mà ra thôi. Thôi đi, đừng có giận nữa. Tôi với anh đi ra ngoài uống nước nha. Ờ, dì Lưu, chữa lừa xong à? Sắp sửa được rồi, còn chút xíu nữa thôi. Tôi phụ cho. Cảm ơn anh Long. Anh Long có gì chứ, kêu tôi bằng Long được rồi. Tôi với anh cũng làm công cho tiệm thôi mà. Cách xưng hô là vậy đó mà. Ai, thật ra tôi với anh là đàn ông, làm khuya một chút không sao. Khổ một cái là Lệ Quân làm khuya quá, tôi sợ tội nghiệp với cổ. Nói thiệt nha, chị Bằng nói thiệt mạnh dạn lắm. Nhưng rất tiếc, rất tiếc là vì anh Bằng không có cõi phước đó. Đúng vậy. Thật ra ông trời bất công cho Lệ Quân quá đi. Mới tuổi này ở quá rồi mà lại gánh vác cái gia đình lớn như vậy nữa chứ. Còn đối diện biết bao nhiêu sự việc. Nhị Lưu à, tôi không phải nói anh đâu. Ý tôi muốn nói là Lệ Quân còn trẻ quá mà phải vô nhà hậu đường, phải ở quá nữa. Cũng may nhờ bác gái mình là một người hiểu biết. Còn nếu không hả, Lệ Quân là rất là tội nghiệp lắm. Khổ nhất anh là tôi, là không giúp được cái gì cho cổ nữa. À mợ. Anh Long, sao bữa nay lại để anh hút thuốc vậy? Nhị Lưu đâu? Nhị Lưu xin nghỉ rồi, lấy hết đồ đạc về nhà. Anh đang làm đàng hoàng, tại sao tự nhiên là xin nghỉ việc? Tôi cũng không biết nữa. Sáng nay khi gặp tôi là anh nói xin nghỉ thôi. Tôi muốn giữ anh cũng không được. Xin lỗi nha thím. Đâu có phải tại anh. Tôi lên làm việc nha. Thím Hai, thím làm ơn giúp giùm tôi đi. Cái gì tôi cũng làm được mà. Anh đã từng làm má tà, bây giờ làm tạp dịch anh cũng chịu sao? Đâu có sao, kiếm ăn thôi mà. Vậy để tôi hỏi thử dùm cho anh, được hay là không được cũng chưa biết đâu nha. Vậy thì làm phiền thím nhiều nha thím Hai. Không có gì. Mai mốt tôi đãi thím uống trà nha. Dạ được, thôi tôi đi. Chào thím.
Tại sao xin nghỉ việc chuyện lớn lao như vậy mà không nói cho tôi biết? Tôi cảm thấy công việc ở đó không thích hợp cho tôi làm. Tôi biết anh không muốn để người khác nói xấu tôi thôi. Đâu phải. Anh đừng nói láo nữa. Thật ra họ có nói tôi thế nào tôi cũng không ngại đâu. Đúng. Vì tôi không muốn để cho người ta nói xấu cô. Yên tâm đi, tôi sẽ kiếm việc làm khác nhanh thôi. Tôi đã lớn rồi, không đến nỗi không kiếm được ngày hai bữa đâu. Nếu như anh lo được thì đâu cần phải đi hỏi người ta kiếm việc làm. Anh Lưu à, Tứ Bằng báo mộng, nếu tôi phải lo cho anh. Tôi không thể làm cho anh thất vọng. Ở trên bến tàu thiếu một người đốc công, hay là anh vào bến làm đi. Anh chỉ là không muốn trở về tiệm phải không? Nếu như anh còn coi tôi là bạn thì đừng có từ chối tôi nữa. Thôi cũng được. Cảm ơn cô. Không cần cảm ơn tôi. Anh nên cảm ơn Tử Bằng. Giờ anh biểu tôi lo cho anh nhé. Tôi gặp ảnh, tôi cảm ơn anh. Anh gặp được Tứ Bằng. Ý của tôi muốn nói là mai mốt tôi chết rồi, xuống dưới tìm ảnh để cảm ơn ảnh. Anh đừng có nói bậy. Anh là người tốt, không thể gian số đâu. Nữa hả? À, được được, để tôi uống cho. Tử lượng của cậu thì là cao chứ hả? Nè, uống đi. Tôi không mau rót rượu đi. Cho vui đi mà. Hả? À, được được được. Tôi đi chỗ uống chứ. Bây giờ cậu cửu từ cậu mới tới đây chơi đó hả? Cô thiệt là thiệt. Nè, mấy anh tiếp đãi cho đàng hoàng đó nghe không? Nhớ đó, nè ngồi chơi đi nha. Nè, ngồi chơi uống đi mà. À, nhất định phải uống cho. Hay dạ. Có vừa miệng hay không hả? Hay ngon lắm. Nè nhất gia, dĩ hồng đâu rồi hả? Dĩ hồng hả? Cổ sắp xuống tới đây rồi. Cậu cứ từ từ đi mà, cổ sắp xuống tới rồi đó. Từ từ đi. Hay dạ. Quá. Uống đi, uống đi. Nè, dĩ hồng ở đâu hả? Bây giờ cậu chỉ kìa. Hả? Dĩ hồng. Dĩ hồng cái kìa. Hay dạ. Hay dạ. Sao lại kỳ quá vậy? Tại sao lại như vậy? Ôi giời, sao cậu lại làm tới như vậy? Quỷ mới biết được. Tôi nghĩ phải quỷ mới biết được rồi. 100% cô bị quỷ phá đó. Có thiệt không đó? Cô nghĩ coi, cô giỏi nhất là chân diện, đâu có lý nào lại làm tới như vậy. Tôi nghĩ chắc chắn quỷ che mắt cô rồi. Đúng rồi. Có lẽ tôi bị quỷ phá. Hay là vậy đi, kiếm ông tám nuôi coi thử cách nào giải không. Vậy sao còn đứng đó không chịu viết địa chỉ cho tôi? Thế nào hả? Cô bị quỷ phá thật rồi hả? Vậy làm sao? Yên tâm đi, con quỷ phá cô chỉ là con quỷ nhỏ, chỉ giỡn với cô thôi. Nè, cô lấy lá bùa này về dán ở trước cửa thì nó không dám tới phá cô nữa đâu. Nó không phá tôi thôi, có bùa nào khiến cho nó không được siêu thoát hay không? Cô đâu cần phải phá nó tới như vậy. Một con người không làm ác thì ma quỷ không bám vào thêm đâu. Cô à, cô nên để Đức lại tốt hơn. Cái gì? Tôi tới đây mua bùa chứ không phải nghe ông dạy đời tôi đâu. Wow, giỡn mà cái thứ này ở đây tôi làm sao làm ăn được. Ê,
nãy giờ nhất giờ, tại sao xé hết bùa của tôi vậy chứ? Ma quỷ ở đây đã bị bắt đi hết rồi, cần gì phải dán bùa? Nếu ma quỷ bị bắt đi hết thì ngày hôm qua tôi đâu có vẽ mặt gì thằng Hề. Thì có lẽ em vẽ lỡ tay thôi. Nhất giờ, chị cho tôi là gái còn nguyên hay là gái điếm rẽ mặt đi? Tôi trang điểm mà lỡ tay như vậy? Nói chơi thôi mà, cần gì phải giận? Tôi không có tâm trạng nói chơi với chị. Nè, chỗ này là phòng của tôi làm gì không cần chị phải lo. Còn nữa, chị đừng có xé bùa của tôi nha, nếu không tôi không nể mặt gì đâu. Được rồi, bữa nay chị biết tâm trạng em không tốt, mai mốt mới nói với em nha. Cái thằng nhóc con đó, phá ai không phá, tại sao lại đi phá con dĩ hồng? Tôi làm sao mà biết được. Bữa đó tôi thấy nó chạy trong phòng của cô Dĩ Hồng ra đó nhờ. Tôi hỏi nó chuyện gì nó không có chịu nói. Thiệt? Ừ. Hey, của Dĩ Hồng nó kỳ quá mà. Mùng 8 không thấy cổ đâu phải là chuyện lạ. Nè, vậy cũng đâu có phải là cách. Hễ 2-3 ngày nó phá cổ một lần á thì tôi làm sao đây? Làm ơn hai người lo xong giùm tôi đi. Lo sao đây? Hỏi nó tại sao phá Dĩ Hồng rồi mình tính sau. Bất quá thì tôi đốt cây nhang lớn thiệt lớn cho hai người hửi chịu không? Thiệt hả? Ừ. Nhưng mà khổ cái, luận về phép luật mùng 8 nó hơn tụi tôi nhiều, chúng tôi chưa hẳn dụ được nó đâu. Được mà, cùng lắm á thì tôi may hết lại áo mới cho con Bảo. Thôi được, tôi thấy cô tử tế quá, tôi giúp thêm cho cô một lần. Anh chị tới rồi hả? Chơi chung với em đi. Được. Nhưng mà em phải hứa với chị một điều và trả lời chị một vấn đề. Có chịu không? Nói đi. Tại sao mày phá Dĩ Hồng vậy? Cổ là người xấu. Dù cổ là người xấu, em cũng đâu có nên phá người ta. Mùng 8 mà, ở trên đời này có nhiều người xấu lắm. Hơn nữa, cổ cũng đâu có mất lòng em. Cổ thì là người xấu. Cổ không muốn giữ đứa bé trong bụng. Nếu như má của em không bỏ em thì em đâu có khổ như vậy. Tụi em biết mày khổ lắm, nhưng mà đâu cần phải phá người ta vậy. Cứ là người xấu. Nếu là như vậy thì chị cũng không cản em đi phá cổ nữa. Mình ăn đồ tay đi. Hai đúng hả? Bây giờ mày lập tức ra đi ăn kem đi. Ăn kem hả? Nhà cái gì vậy? Ăn kem mà cũng không biết à? Kem này đặc biệt lắm, nó vừa ngon vừa bổ vừa lạnh vừa thơm nữa nha. Ha, có muốn ăn thử không? Dạ được. Vậy cùng nhau đi ăn đi. Dạ được. Đi đi. Hy vọng nói cho riết quan phá Dĩ Hồng thì hay lắm. Anh Long, sao khuya quá vậy? Tôi mới vừa đóng cửa tiệm xong, luôn tiền đây sẵn đem thuốc bổ qua cho bác đó mà, để bác uống. Cảm ơn anh nhiều, cứ làm phiền anh hoài. Đừng có nói vậy, bác cả thương tôi quá, tôi lo cho bà như vậy cũng đúng thôi. À nè, tôi có tình hốt thêm một thang thuốc qua cho thím đây. Tôi biết lúc này thím làm việc rất cực lắm, hao nhiều sức khỏe, thím cũng nên bảo trọng nhiều nha. Cảm ơn anh. Thím mau kêu ai sắc đi, uống xong nhớ ngủ sớm nha ha. Không được, kết toán của tháng này tôi còn chưa có làm xong. Hồi nãy tôi uống rảnh, cho nên tôi đã làm xong với thím rồi, thím coi nè. Nếu ngoài tiệm không có anh thì không biết phải tính sao. Không giống như tôi, có chút chuyện cũng làm không có xong. Thật ra, đột nhiên làm ăn lớn quá, bắt mình thím phải lo tất cả mọi điều, cũng khó trách thím được lắm. Hay là vậy đi, anh cứ cho tôi làm biến. Từ nay sổ sách ở ngoài tiệm tôi giao hết lại cho anh. Nhưng mà bác gái căn dặn sổ sách đó phải để thím lo. Nếu như má tôi biết được tôi giao sổ sách lại cho anh, bà nhất định sẽ an tâm lắm. Chỉ vậy thôi mà cũng không chịu giúp tôi à? Vậy à? Thôi được, tạm thời tôi tính giùm cho thím nha hả? Nếu như thím muốn làm lại, thím nói với tôi được rồi. Vậy được, thôi nghỉ sớm đi. Thím nên nghỉ sớm nha ha. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Sao nói
dắt em đi ăn đồ tây mà tới chỗ này vậy hả? Thì chỗ này nè. Chỗ này không có một cây nhàn làm sao mà ăn được? Ây da, người Tây Phương họ đâu có ăn nhàn đâu. Vậy hả, ăn cái gì? Ăn bông đó. Ăn bông đâu có ngon. Ây da, làm người hay làm ma cái gì cũng phải thử chứ. Bông đó người nhà hoài đem tôi cúng nên là phải ăn bông thôi. Bộ không biết hay sao hả? Nè, Hùng Tám, mày qua bển kiếm bông măng, còn tụi tao ở đây kiếm bông măng, có được không? Ngồi đi. Tôi nghe người ta nói, người Tây Phương khi mà thương một người nào, thì họ sẽ tặng quà cho người đó. Vậy nếu không thương thì không tặng hả? Cũng chưa hẳn vậy đâu. Châu à, bông này là cho tôi tặng cho cô nè. Cảm ơn. Cô đẹp vậy. Thơm vậy. Thơm quá. Thơm hả? Nè, tôi cho cậu ăn hai cây. Nè. Cô mày, đủ rồi hả? Đủ rồi. Xong rồi đó hả? Nè nè nè, ngồi xuống trước. Cô có sao không? Không có gì, chị cứ nấu táo đỏ lên cho tôi bổ máu đi. Ồ dạ được. Ồ, để tôi vô phòng dọn dẹp cho cô, rồi sẵn đuổi mũi cô nằm nghỉ nha. Chị thiệt phiền quá, còn đứng đó làm gì nữa, không lo đi làm. Cậu nghĩ coi có khi nào Mùng Tám trở về đây không? Mùng Tám, em đi đâu vậy? Chị đi kiếm em tùm lum nè. Tôi đã nói từ hắn ta về mà. Nè, mày có phá dây hồng không vậy? Mấy người toàn là người xấu mà xấu. Nè, sao lúc này Mùng Tám kỳ quá vậy? Khuyên như vậy không biết là tiếng gì. Để con ra coi thử. Cẩn thận nha. Nguyễn, im miệng. Mấy người ta. Im miệng đi bà Tám, bà la tôi giết cậu. Đừng nha, đừng có gây hại tới nó. Im miệng. Tìm mà để đâu? Trong phòng của tôi. Im đi, để tao cho rộng. Làm gì vậy hả? Nói cho mày. Long à, cẩn thận. Đừng có đuổi theo. Sao hả? Bây giờ tay của anh chảy máu rồi kìa. Đi thầy thuốc đi, có đau không? Không có sao, cũng may là con đem thuốc qua đây. Không được đâu, để bác băng cho. Dạ được. Cái tên ăn cướp đó không biết còn trở lại hay không. Đúng rồi đó bác à. Hồi nãy con thấy ổ khóa đằng trước bị hắn Nga cày bể rồi. Không thôi tối nay con ở lại đây, chờ ngày mai sửa xong ổ khóa rồi mới tính nha bác. Cũng được, cả nhà này không có người đàn ông nào hết. Hắn Long. Hắn Long. Bác gái. Sao hả? Cái tay của con còn thấy đau không? Chuyện nhỏ thôi mà. Anh à, bữa nay ở ngoài tiệm có một số hàng về, con phải ra ngoài ở nhận hàng, nếu không trễ đó. Thì cực khổ cho anh quá. Đâu có sao. Còn nữa, cái ổ khóa đó tôi đã cho người làm lại rồi. Đêm nay an toàn rồi đó nha. Con đi. Hắn Long à. Chuyện gì bác gái? Long à, hay là bây giờ con dọn về đây ở đi. Như vậy không có tiện lắm. Bây giờ con là nhà người họ Đường rồi, có gì đâu mà bất tiện. Phải rồi, ở nhà có được một người đàn ông, nếu như có chuyện gì xảy ra cũng có người trông coi. Anh cứ chịu theo ý của má đi.
Vậy à? Quyết định vậy nha Hán Long. Con về suy nghĩ lại đã. Hay là con kêu người ta khiêng bớt đồ qua trước đã. Con đi nha bác. Mày tới đâu à? Mày lập tức rời khỏi Hồng Kông. Tao muốn thấy mày. Cô mày nè. Đi đi. Cảm ơn. Ba, ba còn nhớ kìa rồi, con nói với ba gì không? Ba quên rồi à? Để con nói ba biết, con phải từ món, lấy hết của cải của nhà họ Đường. Cuối cùng, tất cả những gì của nhà họ Đường đều nằm trọn vẹn trong tay của con. Những gì của nhà họ Đường phải thuộc về con. Hả, chú Sáu? Tại sao kỳ vậy? Chú Sáu à? Chú ai coi thử đi. Cậu Long, bộ có vấn đề hả? Sao sắc bên hãng có phải do chú làm không vậy? Tôi thấy ở đây thì đầy đủ mà, tại sao mất hai cái vậy hả? Thiệt, để tôi coi thử. Chú coi nè. Thiệt á, tại sao lại mất hết hai hóa đơn vậy chứ? Không có lý nào đâu, rõ ràng tôi kiểm lại đàng hoàng rồi mà. Chú Sáu à, hóa đơn bên hãng mà còn xuống lấy đó mà. Mất má gì từ mặt không sao, khổ cái là mất ra lòng khách nè. Cậu Long mà, tôi xin lỗi chú Sáu, hồi nãy tôi hơi lớn tiếng chút, nhưng mà chú biết đó, sổ sách được. Tôi hiểu, tại tôi đã làm quấy cậu. Cậu rầy tôi là đúng lắm, càng giả thì càng sởi. Thôi đi, tiền bạc không có mất, nhưng mà chỉ có hai từ quá đơn mà thôi. Chú lo làm công chuyện của chú đi, đừng có buồn tôi nha. Đã nằm biết bao nhiêu ngày rồi, nếu không đi cho thoải mái, má sợ cái cốt già của má chắc phải mục luôn. Dạo chơi cũng đúng lắm, nhưng mà lần trước má bị thằng ăn cướp vô nhà làm cho má phải khiếp sợ. Bác sĩ nói má phải nghỉ ngơi nhiều để lấy lại sức khỏe. Má biết rồi, miễn là má thấy không được khỏe thì trở vô phòng. Ủa, cô là ai vậy? Bà đây chắc là bà chủ với lại mợ rồi. Cô là... Tôi là do cậu Long mướn về để canh gác cho các bà. Cứ kêu tôi là Mi được rồi. Cô muốn nói là Hán Long. Thưa bác. Hán Long à, con về thì là đúng lắm. Cổ là do con mướn về có phải không? Dạ phải. Cổ tên là Mi, do con mướn đó. Vì lúc trước con thấy bác không được khỏe, con nghĩ gì là trễ quá cho nên chưa kịp báo bác biết. Thưa bà, thưa mợ, nếu không có gì tôi đi làm công chuyện. Ê chú Sáu, chú tới đây bộ ở ngoài có chuyện hả? Thưa mợ, thật ra bữa nay tôi tới đây là muốn xin để nghỉ việc. Xin nghỉ? Chú Sáu à, đang làm ngon lành tại sao lại nghỉ chứ? Tại ở ngoài tiệm mất hai quá đơn. Là vậy à, bác à. Hồi nãy có đất viên chú Sáu rồi, nhưng mà ông không chịu. Khổ một cái là hai cái quá đơn đó quả thật là số tiền hơi lớn trước. Mất rồi không biết làm sao vô sổ. Cho nên tôi mới xin nghỉ đó. Không phải đâu chú Sáu, tôi thật không phải ý vậy đâu. Chú Sáu à, chuyện đó là chuyện nhỏ mà. Dù sao chú cũng làm cho tiệm mấy chục năm rồi. Con người chú thế nào không lẽ tôi không biết hay sao? Hơn nữa chú đâu có phải là hạng người làm bê bối, ai mà không làm chuyện sơ sót. Đúng rồi chú Sáu à, quả thì tôi có cảm nhận một chút, nhưng tôi không phải ý vậy đâu. Chú coi hồi nãy không có gì xảy ra được rồi mà. Thật ra tôi làm ở tiệm đó mấy chục năm rồi, hồi nào tới giờ không có sai sót mất quá đơn. Đúng rồi đó cậu Long, cậu rầy tôi là phải lắm. Tôi nghĩ kỳ này cũng là ý trời. Chuyện này nó cân nhắc cho tôi biết là tôi đã già rồi. Tôi nghĩ cũng nên về hưu là đúng hơn.
Bà, tôi cũng muốn về quê dưỡng cháu. Bà nên thông cảm cho tôi nghỉ việc có được hay không hả? Chú Thiện dứt khoát rồi ạ. Dạ. Chú Sáu à, không thôi vậy đi nha. Nếu chú đã quyết định rồi, tôi không miễn cưỡng đâu. Lát nữa đây chú ra ngồi tìm, tôi chia cho chú một số tiền. Coi như là cảm ơn chú đã giúp ba cho tìm Tùng bao lâu nay. Không có được, hàng tháng tôi đều có lương mà. Bây giờ tự nhiên lại chia cho tôi một số tiền như vậy, không có được đâu. Không phải đâu, thì chú coi như là ý lành của nhà hội đường tôi mà. Nếu không bác trai biết tôi cho chú đi ngang như vậy, tôi gánh không nổi tội đâu mà. Nhưng... Không cần phải nhưng mà gì nữa chú Sáu. Thằng Long nó cũng nói đúng lắm, chú cứ nhận đi. Đúng rồi. Coi như là ý của chúng tôi. Phải rồi chú Sáu, cái này chú nên có mà. Như vậy tôi cũng không biết nói làm sao. Cảm ơn bà, cảm ơn mợ. Ngồi đi má. À. Bác à, con xin lỗi. Con phát giác là chú Sáu làm mắc quá đường, cho nên con mới làm dữ lên chút. Cho nên chú Sáu quyết định xin nghỉ. Không phải tại con đâu. Chú Sáu cũng đã già rồi, phải có lúc để ông về hưởng phước với con cái. Hơn nữa bác thấy con làm đúng lắm. Như vậy ít ra cũng không có để người khác nói là mình hạ hiếp với công nhân. Cũng được. Anh em bác à, con có quen người bạn cũng biết tính toán lắm. Nếu bác không ngại thì con mướn về đây giúp việc cho bác nha hả? Bà, cái chuyện đó thì con tự quyết định đi. Bác đã giao hết cho con rồi, không lẽ là không có tin con. À, Lệ Quân à, nếu như con có rảnh rỗi thì giúp cho Hán Long đi nha. Dạ con biết rồi má. Kim à, hả? Cơm nước bữa nay xong hết chưa? Xong hết rồi. Ê, đồ ăn để đây nha. À, được rồi, để một mình tôi chờ em ra ngoài đi. Không cần em giúp chị. Không cần. Vậy được, chị làm giùm đi. Cảm ơn nha. Không gì. Thủ Như à, Nhất Gia, lại lấy cơm cho thằng con nít đó nữa à? Sao nói là đã không gặp nó mấy ngày, hay là nó đã đi đâu rồi, còn lấy cơm cho nó nữa? Chắc có lẽ tối nay nó sẽ tới đây. Chị thiệt là không hiểu em, đâu có quen biết gì với thằng nhỏ đó, lại đêm nào cũng lấy cơm cho nó ăn. Nói ra chị phải lỗ luôn tiền cơm đi nè. Nhất Gia, chị không biết đâu, đứa bé này thật là tội nghiệp lắm, tứ cố vô thần. Cơm nước này đầy đáng bao nhiêu, dù sao cũng đỡ hơn là đi lượm cơm ở ngoài đường để mà ăn. Em nha thì lúc nào cũng như vậy hết. Hay là cái thằng con nít đó nó cho em ăn cái gì, ngày nào cũng phải gặp mặt nó em mới chịu. Còn khổ hơn mấy thằng cha già của em. Em cũng không biết tại sao, mỗi khi gặp nó như là gặp được người thân của em. Nói ra nếu con của em còn mạnh khỏe cho tới bây giờ cũng bằng nó rồi. Chuyện đó đã xảy ra lâu rồi, con nói làm cái gì? Sao nói là lo cho thằng con nít đó? Bữa nay mà nó gặp được em hả, nó cũng không yên đâu. Em đi nha. Ừ, cẩn thận đó. Ừ. Về sớm nha. Dạ biết. Mùng 8. Mùng 8 à, dì Cửu Như nè. Chắc là bữa nay em không tới nữa rồi. Mùng 8. Có phải là em không hả mùng 8? Đúng là em rồi. Tại sao em lại trốn ở đây? Mặt của em sao vậy? Mùng 8 à? Bộ có người ăn hiếp em hả? Nói cho dì biết đi.
Mùng 8 giỏi nha. Em hãy xoay mặt qua cho dì coi thử. Nên giờ dì đã biết rồi. Em không phải là người. Em là một con ma dại. Em không phải cố ý đâu. Nhưng mà nếu như dì biết em là ma thì dì không có lo cho em nữa. Ngoài là tới giờ không có ai tử tế với em hết. Nếu em không bị lá bùa đánh trúng thì dì có thể rời được mặt em. Mặt của em sẽ không bị như vậy nữa. Dì nghĩ coi có tốt không? Dì ơi, dì có còn thương con hoài nữa không? Thôi đừng nói nữa. Em biết rồi. Dì ơi, chào dì. Em tự biết lo cho mình rồi. Sợ từ nay em không bao giờ kiếm gì nữa đâu. Mùng tám mà khoan đi đỡ. Nếu như sau này dì muốn gặp em thì sao? Nhỏ tiếng một chút. Không cần như vậy, không có ai thấy được em đâu. Tại sao? Tại vì mình có duyên á. Nói dài dòng quá đi. Đi đi. Mùng 8, làm gì vậy? Vậy là được rồi. Cảm ơn gì. Đi đi. Mùng 8 rồi, vô đây. Mùng 8 thích ở đây quá. Không thôi, để dì mua đủ đồ chơi. Hằng ngày em thích tới đây chơi thì chơi. Thiệt hả? Dĩ nhiên là thiệt. Dì đâu có gạt em. Nói láo sẽ bị súng trần đó. Hồi nãy em còn tưởng dì không lo cho em nữa. Không có đâu. Mùng 8 ngoan quá. Dì không bao giờ không lo cho em đâu. Dì ơi, sao dì tử tế quá vậy? Còn dì ở bên kia kỳ quá. Em nói dĩ hồng hả? Có phải cô làm cho em bị thương? Em liếng quá đi. Phá người ta trước không? Không phải. Tại cổ không tốt. Tại cổ phá bỏ cái thai. Cổ là người xấu. Nếu mẹ em đừng bỏ em thì bây giờ em đâu phải như vậy. Mùng 8 mà đừng có như vậy. Bây giờ có gì thương em thì cũng vậy thôi. Mau cười lên đi. Vậy mới ngoan đó. Em coi nè, áo quần dơ hết rồi. Không thôi vậy đi, vài bữa nữa chị đốt lại quần áo mới cho em. Hay quá, từ nay mấy đứa cô hồn khác không cười em nữa. Thiệt là mệt quá. Sao mệt? Tụi làm những động tác khó quá mà. Bộ không phải sao? Tôi phải kiếm cách nhiều cho con Bảo, giúp cho Nhất Gia kiếm được nhiều tiền thì tự nhiên Nhất Gia sẽ tử tế với nó. Mày nhập vào sát nó con Bảo, mày mệt á, nó càng mệt thêm nữa. Nếu mày làm như vậy ha, giờ phút nào cũng Bảo. Dẹp đi. Nè, sao cậu không chịu đi? Tao phát giác ở đây có sát khí nặng quá. À đúng ha. Đi vô coi thử. Mùng 8. Ồ, đúng là thằng vô xòm ở đây nè. Không phải, không phải. Tại không có chỗ ở nên dĩ mới cho em vô đây thôi. Nè, có cách gì không hả? Nè, không nói vậy đi. Hãy nói cho anh biết nha. Bắt quán kêu mùng 8 có được không? Làm ơn đi, cậu đừng có dạy hư con nít. Tao dạy hư nó à. Nè,
Mày coi mặt nó kìa, cứ cười mỉm chi hoài à, thấy ghét chưa? Hồi nãy kéo nó đi, nó không có chịu đi mà em thấy sao hả? Mùng Tám à, em không cần lo tới cậu. Nói cho chị biết đi, tại sao Cửu Như lại chịu ngủ với em? Chị không sợ sao? Dĩ là người tốt, dĩ cần nói mai mốt mua nhiều đồ chơi cho em nữa. Ở với dĩ thì thoải mái lắm, nghe nhịp tim của dĩ nhảy, dễ ngủ. Cần ngủ ở nhà của má Quỳnh không có được thoải mái. Mùng Tám, nội ơi, có phải có đồ cho con không? Tại sao mày lại biết? Nè, quần áo này là cho mày đó. Cảm ơn nội. Ê, có áo mới đó nha. Có phải là Cửu Như đốt xuống hay không? Đúng rồi, mới đây đã có áo mới. Chắc là sáng nay đốt cho em sớm lắm. Vậy thì đỡ rồi, còn không chịu mặc vô. Em không nỡ mặc vô. Mặc rách rồi, chị cũng như đốt xuống cho em nữa mà. Nếu em không mặc áo của chị đốt xuống, chị không có vui đâu. Cũng phải ha. Ừ. Dì ơi. Ủa, Mùng Tám tới rồi hả? Nhận được áo mới rồi. Dì đốt cho em nhận được ngay. Cảm ơn dì. Đâu cần, mặc vừa là được rồi. Cái này cũng đốt xuống cho em hả? Không cần đâu, bộ áo này em mặc được rồi. Mấy cái thứ này không phải cho em. Vậy đốt cho ai? Đốt cho người bạn bà con. Bà con? Bà con gì hả? Nói tên cho em nghe, để coi em có quen không. Mùng Tám ngoan nha, bây giờ dì không được rảnh, em cứ đây chơi đi. Nhưng mà nhớ là đừng có đi bậy đó. Sẽ hoàn hồn. Bữa đó là ngày mùng 8, cho nên đặt con là tên mùng 8. Ê, thôi đừng nhớ má con nữa. Con phải nhớ rằng bây giờ con là ma chứ không phải là người nữa. Chuyện trên trần gian con không nên lo tới. Nội đã nói con nhiều lần rồi, đừng có lăn té banh nữa. Nội muốn làm cho nội trợt té chết sao? Nội ơi, mấy cái này của ai vậy? Ây da, là con nít, đừng có hỏi nhiều quá. Không phải, nói cho con biết đi. Con thiệt muốn biết được mấy cái đồ này đốt xuống cho ai. Ây da, đồ này không có tên mà cũng không có lộ phiếu, chỉ có đèn ngày tháng, nội cũng không biết đốt cho ai nữa. Không tên, tức là sao? Ê, cũng giống như con vô chủ cô hồn vậy đó. Nội đã nói con nít đừng có hỏi nhiều quá. Thôi vậy, nội bận lắm á, còn nhiều công chuyện nữa. Tại sao ngồi mình ở đây ngơ ngáo vậy hả? Sao em đi kiếm Cửu Như? Đi rồi. Đầu lý nào vậy, lẹ quá vậy. Nè, nếu như có tâm sự gì á thì nói ra cho anh coi, biết đâu anh sẽ giúp giùm cho. Anh nghĩ coi gì đó có phải là má em không? Em muốn nói Cửu Như. Em đừng cho rằng người ta tử tế với em lại coi họ như là má. Như vậy không có được đâu nha. Em thấy bà cất một tờ giấy, ngày tháng viết trên đó, giống hệt như là ngày giỗ của em. Hay là người ta biên đại như vậy thôi. Có lẽ là ngày sinh nhật của người ta mà. Bà nói đồ đó là để đốt cho bà con. Nếu là bà con, tại sao không có tên tuổi? Không lẽ cũng giống như em là cô hồn cắt đảng? Chẳng phải vậy đâu. Tại sao bà thấy được em mà người khác không thấy? Còn nữa, lần trước em nằm ở bên cạnh bả, nghe nhịp tim của bả nhảy, hình như em đã nghe được ở đâu vậy đó. Em ngồi đây suy nghĩ hoài em vô dụng thôi. Đi hỏi nội thì biết ngay thôi. Em có hỏi rồi, nội không chịu nói. Ngày mai là ngày giỗ của em. Em thiệt muốn biết ai là má của em. Hey, vậy đơn giản lắm. Nè, em chỉ dò được cái địa chỉ em đi hoàn hồn rồi.
thì đi Nhất Gia nhà cửu như hồi xưa ở đâu vậy thì biết ngay. Ký chỗ em Hoàng Hùng, nội có dắt em tới rồi, nhưng mà lúc đó em còn nhỏ, bây giờ không còn nhớ được đi nữa. Em có hỏi nội, nội không chịu nói. Được rồi, đến hỏi nội giùm cho nha. Anh bảo đảm giùm cho em. Tự nhiên mà tôi uống rượu nhiều quá để làm cái gì? Anh đừng có hỏi nhiều quá, tôi biểu anh tưới, anh tưới giùm đi mà. Anh đãi khách là tự tôi uống đây. Anh quen tôi bao lâu, bộ tôi giống ma men hay sao? Có chuyện đàng hoàng để anh làm đó. Là anh em thì tưới nhiều cho tôi nha. Ê, Nhị Lưu, nhớ nha, có bao nhiêu tưới bấy nhiêu. Bộ anh thiệt không cho tôi là anh em hả? Tôi gặp anh hồi nào đâu, uống nước để dầm cũng dư sức mà. Hôm nay tự nhiên đãi tao uống rượu vậy hả? Ê, bình thường nội giúp cho con nhiều quá mà, đãi nội uống chút mà thôi hả? Thằng khốn kiếp này không bao giờ tự nhiên tử tế vậy đâu, nhất định là phải có cái gì. Không, làm gì mà có chứ. Nè nội à, uống thêm nữa đi. Nè nè nè, rượu này ngon lắm nha. Uống thêm đi, uống nghe. Rượu tới nè. Được 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 được, hay lắm. Nè nội à, uống đi, đừng ngon nghe ha. Hay à, uống đi uống đi. Nè, cậu phải biết là bữa nay cậu đến để làm cái gì, đừng uống sai như vậy. Được rồi, uống chút xíu thôi mà. Ê, hai đứa bay xù xì cái gì vậy? Ồ không, cũng nói là cổ lấy rượu tối chậm quá. Nè, hãy mau lấy thêm nữa đi, rượu ít như vậy làm sao nổi uống được chứ hả? Đi nhanh lên. Nè nội à, đừng lo tới cổ, mình uống tiếp đi nha ha. Uống đi nha ha, đừng ngưng ha. Uống uống uống. Uống 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 uống. Nội à, tốt vậy uống tiếp đi, rượu còn cả đống nè nội à. Uống nữa đi nội ơi. Nè mừng tám, mừng tám. Em đi đâu vậy? Em không chờ nữa, nói là giúp em mà uống sai tới ly bì, thực tế đâu phải hết lòng giúp em. Ý mùng tám. Thì là không hiểu em. Rõ ràng hôm qua đốt rồi mà, bữa nay còn đốt nữa. Đốt xong rồi mau đi đi. Lúc này em cứ nhớ tới nó hoài. Em cảm thấy nó còn ở bên cạnh em, nó còn trách em hoài. Tại lúc này em cho cơm thằng con nít đó ăn, mới nghĩ tới đứa con của em thôi. Thật ra ở bất cứ chỗ nào, đốt bao nhiêu đồ cho nó đi nữa, trong lòng của em cũng không được yên ổn. Em cảm thấy nó không thể nhận được. Chị cũng biết đó, tên của nó là cái gì em cũng không biết. Năm nào em cũng tới đây đốt cho nó, nó ra đi từ chỗ này, em cũng cảm thấy em sẽ gặp lại nó tại đây, để nhìn lại được nó. Em đừng có khờ quá, nó đi đầu thai rồi.
Em không phải cố ý bỏ nó đâu. Nhưng mà thực tế, chính tay của em đã giết chết con của em. Em đừng vậy mà, chuyện đã lâu quá rồi, em còn nhớ làm cái gì. Cũng đã mấy năm rồi, năm xưa em cũng đâu có muốn, tại hoàn cảnh bắt buộc thôi. Nếu không thì em cũng đã sanh nó ra rồi, có đúng hay không? Nếu như có thể, em thì muốn gặp nó lại chỗ này. Em đừng có như vậy nữa. Mùng 8. Em lại núp đi đâu nữa đây? Mùng 8 à? Sao mấy bữa nay không thấy em tới kiếm gì? Dì đã có nói lúc nào em cũng có thể đến kiếm gì mà, sao không tới? Ê da, em làm gì vậy? Bà đến làm điều gì thì tự bà biết. Ủa, Lệ Quân. Ê, anh Long. Lại thắc thúc cho bác gái à? Công chuyện này kêu dì tự làm được rồi. Không, chỉ làm công chuyện suốt ngày cũng mệt rồi. Hơn nữa chuyện này do tôi làm, tôi sẽ thấy yên bụng hơn. Không thôi, để tôi giúp cho nha. Thôi khỏi. Vậy à, vậy thì mà quạt đi. Tôi coi lửa giùm cho nha ha. À, thím nghĩ coi, nếu thuốc mà khỏi cần phải sắc, cứ để nói vậy mà uống thì tiện mấy hả? Giống như là thuốc tây vậy, làm thành viên vô chai, muốn uống thì đem ra uống. Nhưng mà anh cũng biết đó, người già dù sao cũng không tin mấy thuốc tây đâu. Vậy cũng đúng. Ê, ơi, bị phỏng không vậy? Không sao, sơ ý làm phỏng chút thôi. Chờ chút nha. Hồi xưa còn nhỏ, má tôi có dạy nếu bị phỏng thì lấy xì dầu xước vô thì đỡ. Cái thuốc mát xuất phỏng này tôi cố tình mua cho thím nè. Tay của thím sao rồi? Không có gì nữa. Cô nói không có. Nó bị đỏ hết nè. Mai mốt nó phồng nữa đó. Nếu không cẩn thận mai mốt sẽ làm mủ đó. Nè, cầm đi. Cảm ơn nhiều nha anh Long. Tôi đi làm việc. Sao giải quyết mùng 8 với cửu như còn hay hơn. Thật ra mình có thể kiếm nhất gia thương lượng cũng được chứ. Thương lượng kỹ gì chứ. Bây giờ mùng 8 quay cổ với nhất gia như là kẻ thù vậy đó. Nhưng mà tao nghĩ nó làm dữ vậy thôi, để cho nó bất giận cái đã. Giữa một lại là xong ngay thôi. Cậu có nghĩ được gì không? Không có. Không có? Vậy ngồi đó ngờ ngáo. Ê, mày có phạm nha. Anh hỏi tao với Liệu cũng hình như là lẹo tẹo đó hả? Tôi cũng nhìn thấy rõ, nhưng cậu nói là không giận mà. Ai nói tôi giận chứ? Nhưng mà tôi nhìn cho kỹ, tao cũng thấy là anh họ của tao và Liệu Quân xứng đôi lắm mà. Hay là cậu nói thiệt đó hả? Cậu muốn kết hợp vợ của cậu với người đàn ông khác? Cái gì chứ? Tao cũng chết rồi mà. Không lẽ đi ngủ giá xuống đời hay sao chứ? Tao thấy cậu như vậy, tao cũng yên tâm. Thật ra nói thiệt nha, tôi cũng nghĩ tới phải để cho hai người kết hợp lại từ lâu. Tôi cũng muốn nói cho cậu nghe, mất công cậu lại nói tôi có dụng ý. Tôi không à. Tôi đang nói chuyện đàng hoàng đấy nhờ. Tao đang nói chuyện đàng hoàng mà. Nhưng mà vậy, nếu mà kỳ này anh họ tao không đều đuổi được vợ của tao thì mình nên giúp dẫn đi nha ha. Khổ cái là bây giờ cái vụ của mùng 8 mình còn lo chưa có xong. Thì cũng đúng. Má Hoàng, con lại trở về rồi. Thank you.
Được, dì đứng lại không bước qua đâu. Nhưng mà tại sao lúc này em thường tránh dì vậy hả? Tại vì tôi không muốn gặp dì. Tại sao vậy? Có phải tại kỳ rồi em đến kiếm dì, dì bỏ đi không? Nếu như vậy dì xin lỗi nha. Kỳ rồi dì không có biết em kiếm dì sớm như vậy. Không phải. Vậy thì sự thật là sao? Tại sao em lại phát cô dĩ hồng? Tại vì mấy người ai cũng là người xấu. Là người xấu đó. Em nói cho dì biết đi, sự thật dì đã làm quấy cái gì mà phải khiến cho em giận dì? Bà cũng giống như câu dĩ hồng kia, giết chết đi đứa con của mình. Mùng Tám, em nói gì vậy? Lúc đầu tôi cũng tưởng bà là người tốt, không ngờ bà cũng giống như họ. Tôi chưa ra đời là bị giết chết rồi. Từ nhỏ tới lớn tôi chỉ sống một mình, thật ra không biết ai là cha mẹ của tôi. Lúc tôi đi đầu thai, tại vì tôi là cô hồn vô chủ nên xếp hàng không được. Bà có biết làm cô hồn vô chủ cực khổ lắm hay không? Mùng Tám, em yên tâm đi, dì sẽ lo cho em. Hồi xưa dì không thương tôi, bây giờ không cần dì quan tâm nữa. Mùng Tám, em nói gì vậy? Em nói thêm một lần nữa đi. Tôi chính là đứa con bị bà giết chết đây. Không đâu, không thể nào đâu, không thể nào đâu. Đó này không cần. Mùng Tám, cái ngày tôi chết là mùng 1 tháng 6. Tôi chết ngay cái lăng can tại nhà quan. Tôi là đứa con bị bà giết chết đây. Tôi hận bà lắm, tôi hận bà lắm. Mùng Tám, Mùng Tám. Thank you.
Tám à, chơi một mình như vậy á buồn lắm đó. Không thôi chị chơi với em nha. Anh nè, áo mới của em đâu rồi? Cái này là áo mới của em nè. Không phải đâu, cái áo mà cũng như tặng cho đó. Cái áo đó em trả cho người xấu đó rồi. Em không cần đâu có bả đâu. Đừng như vậy mà mùng tám. Con người của cổ cũng được lắm. Cổ bỏ em tất nhiên là có lý do. Em không muốn nói chuyện với bả. Từ nay em không muốn gặp bả nữa. Mấy người đừng có phiền em. Thôi, không phiền không phiền. Vậy nha, một mình em ngủ bờ ngủ bụi không tốt đâu. Không thôi em về ngủ với chị đi. À đúng đó, bề nào má của anh đốt danh căn nhà rất lớn lắm à. Một mình anh ở đâu có hết đâu. Đẹp lắm à, vậy ở trong cái danh đi. Căn nhà đó là do má anh đốt cho anh đó hả? Sao má của người nào cũng tốt mà má em lại xấu quá vậy? Tất cả ai cũng là người xấu. Em không thèm nói nữa. Có phải cậu hại chuyện hay không nè? Hey. Khỏi cần đốt nữa. Giá nào tôi cũng không gặp bà đâu. Mùng tám, con ra đây nghe má giải thích nè. Lúc đó vì má bị bắt buộc, má muốn giữ con lắm nhưng má lại vô phương, con có hiểu hay không? Má biết nói thế nào cũng vô dụng. Má biết con không bao giờ tha thứ cho má, nhưng má cũng muốn làm lại một điều gì cho con. Nếu là như vậy thì bà xuống đây với tôi đi. Mùng tám. Mùng tám. Mùng tám. Mùng tám. Nhất gia, chuyện gì? Nó không chịu ăn cơm à? Dạ phải, chị cứ như mấy bữa nay không ăn hộp cơm nào hết. Nhất gia, nếu cứ như vậy hoài, không biết có chuyện gì không hả? Để tao vô thăm nó, đi làm việc đi. Ồ. Cửu Như à, Cửu Như, là Nhất gia đây, chị vô được không? Cửu Như à, em không sao chứ? Chị thì lại lo cho em quá. Tại sao mấy ngày nay cứ rút vô trong phòng? Em có bệnh à? Em không có gì. Em dứt khoát là có. Em giấu được người khác chứ không giấu được chị đâu. Nè, hay là vậy đi, em đi thay đồ, đi chơi với chị một chút. Có gì ra ngoài nói nha, chịu không? Dạ, trà tới. Cảm ơn. Không có chị. Có việc gì thì cứ nói cho chị biết đi. Em cứ vậy hoài chị lo lắm. Em đang giấu chị cái gì đây? Nhất gia, có lẽ em không giúp cho chị lâu được. Hả? Tại sao? Có thằng nào muốn chuộc em phải không nè? Vậy thì đỡ rồi. Không phải. Nếu không thì chuyện gì? Bộ em muốn qua chỗ khác hả? Chị không nói nữa đâu, em nói đi. Nói đi. Cô cũng như à, bữa nay tôi thấy cô không có được khỏe, cho nên tôi làm một ly trà xanh với lại mật ong ngon lắm. Đừng có uống cà phê nữa, nó nóng lắm à. Anh Lương à, được rồi, cảm ơn. Chúng tôi đang nói chuyện nè. Vừa uống đó. Nè, em cứ nói đi. Con của em tới kiếm em. Hả? Em nói cái gì? Nó nói nó khổ lắm, xin em xuống dưới với nó. Hay da bộ em điên hay sao, nó bậy bạ không à? Nhưng thật sự em có lỗi với nó. Em thì cũng muốn xuống dưới đó với nó. Em gặp tà rồi. Để lát nữa chị đi cùng với em xin lá bùa sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Không được đâu. Nếu làm vậy mùng tám càng không chịu gặp em. Mùng tám. Đường Thập Nhất, Châu à, làm ơn hai người hãy hiện ra đi. Hiện ra. Làm ơn hai người hiện ra đi. Ây da, mau lên đi, tôi đang cần hai người đây nè. Hey, muốn làm người ta hết hồn sao? Tại cô kêu chúng tôi hiện ra mà. Cô kiếm chúng tôi có chuyện gì? Chúng tôi cũng đang muốn gặp cô. Muốn lại không có chịu hiện ra. Có phải là muốn chuyện tùm lum rồi mới hiện ra hay không? Dường như cô biết chúng tôi gặp cô có chuyện gì đó. Tụi bay cũng quen mùng tám, tao cũng quen, sao ta lại không biết chứ? Cũng như nói cô biết rồi hả? Tại sao lại không kiếm tôi nói cho sớm? Kiếm cô có được gì chứ hả? Chẳng lẽ phải hỏi cô sao Cũng như phá thai mùng tám hay sao? Điều này cũng hỏi cô cũng như biết mà. Cổ không muốn đâu, cổ thì là bị bắt buộc. Trong lúc mà cổ dứt khoát muốn giữ lại đứa con, còn bị chủ đánh nữa kìa. Cô đừng có nói cho tôi biết, người chủ đó chính là cô nha.
Dẹp đi. Lúc đó tôi cũng đang làm gái đó mà. Còn nấu hồng hoa y cho cổ uống nữa. Sau đó cổ biết được, xém chút nữa là phải trở mặt đây nè. Thật ra tôi cũng vì cổ thôi, không muốn thấy cổ bị người ta đánh đập. Nhưng mà sau đó cổ không có giữ được đứa con. Chủ thấy cái bụng của cổ phình lên, giữa đêm giữa hôm đã đến bắt cổ đi nạo ra đây nè. Cô yên tâm đi Nhất gia, chúng tôi nhất định khuyên được mùng tám mà. Có thiệt không? Có thiệt thì mau đi. Bữa nay cũng như nè, thấy cổ ngơ ngơ ngáo ngáo, cổ còn nói là con của cổ bắt cổ phải xuống dưới đó. Mùng tám thì ác như vậy sao? Mùng tám à, em đừng lo chơi hoài, hãy nghe anh nói nè, có chịu không? Chỉ cần anh đừng nói chuyện của bà đó thì cái gì em cũng nghe. Cái gì mà bà đó? Cửu Như là má của em mà. Tôi không có má như vậy đâu. Nè nè nè, con nít đó phải dụ mới được, để cho tôi. Mùng tám à, chị nghe Nhất gia nói, cổ nói Cửu Như đã bị bệnh rồi. Thì kệ bả. Em muốn biết tại sao cổ bị bệnh không? Không muốn. Chỉ hả, tại nhớ em quá. Cơm không ăn, nước không uống, còn người hốc hác xà xúc, còn bệnh sắp chết nữa đó. Vậy càng tốt, để cho bà biết được cái mùi chết nó khổ như thế nào. Nhất gia nói mày thất đức quá, tao không tin. Thì ra mày thiệt là thất đức như vậy ha. Má mày vì mang bầu mày bị người ta đánh đập, tội nghiệp biết mấy chứ hả, biết không hả? Nếu không mày bây giờ giống được như vậy sao? Tại ma đó à, rồi tối má mày lại, rồi đem mày đi nữa. Nếu không mày thành đống phân rồi. Đúng vậy, Cửu Như cũng muốn giữ em lại lắm, tại cổ bị bắt buộc thôi. Sao chị biết mấy chuyện này? Do Nhất gia nói cho chị biết đó. Nhất gia thì bình bả thôi. Cái thằng khốn kiếp này, bình thường má mày đối xử với mày sao chứ hả, biết không? Hồi đó không quen biết nhau, cũng dặn lấy cơm cho mày ăn mà, đút áo quần cho mày mặc. Mày đã biết là ma khổ lắm mà, vậy mày đòi má mày xuống với mày. Mày thiệt là phi tính người mà. Mày còn á thêm một chút nữa hay không, đáng kiếp cho mày làm vô thủ cô hồn. Này Châu à, đừng nói thằng này nữa, mình đi đi. Bộ em thiệt muốn cổ chết lắm có phải hay không? Đến khi cổ chết thiệt rồi em mới hối hận. Nam mô A Di Đà Phật.